Bên em tiếp tục về rất nhiều các loại pin mặt trời để phục vụ anh em lắp công trình từ công suất nhỏ cho tới công suất lớn các bác nhé. Đấy thì sáng nay thì bên em mới về một lô pin GIA công suất 545W các bạn. Giá rất là tốt. Với tấm pin công suất lớn 545W giá là 1.650.000 trên một tấm các bác nhé. 1.650.000 trên một tấm, giá bên em bán tại kho. Đấy, pin sao rất đẹp các bạn. Đấy, giá rất là tốt, nên anh em mới lắp thì cũng rất dễ tiếp cận. So với năm ngoái thì với một tấm pin như thế này, với cái giá thành như thế này thì nó rẻ hơn quá nửa so với năm ngoái rồi các bạn. Rẻ rất nhiều. Pin công nghệ 11+3 các bác nhé. 11+3 half cell. Thương hiệu pin mặt trời GIA Solar này nó rất là nổi tiếng rồi các bác nhé. Đấy. Đến từ dây điện này, dây điện này, hộp kết nối này, đều của GIA Solar hết các bạn. GIA Solar này, GIA Solar này. Đấy. Không phải là cái thương hiệu, không phải pin mặt trời nào cũng như vậy đâu các bác nhé. Có nhiều nhà máy pin mặt trời khác người ta sẽ không sản xuất được những cái này, mà người ta sẽ phải nhập từ các công ty khác. Đấy. Với việc mà cái công ty mà lâu đời người ta sản xuất như thế này thì nói chung là cái tấm pin nó sẽ đồng bộ và chất lượng hơn đấy các bạn. Đấy. Pin GIA thì luôn đứng trong top những cái tấm pin mặt trời mà được lắp công trình và lắp dự án nhiều nhất rồi các bạn. Đấy, rất nhiều tiêu chuẩn luôn. Đây các bác nhé. Trong đó thì có cái tiêu chuẩn TUV. Tiêu chuẩn này rất quan trọng vì cái tiêu chuẩn của châu Âu các bạn. Đấy, pin thương hiệu GIA Solar. Công suất 545W. Điện áp hoạt động là 41,3V các bác nhé. Còn điện áp hở mạch của nó là 49,75V. Đấy. Dòng hở mạch là 13,93A. Pin rất dày. Trang bị rất nhiều công nghệ mới. Nó giúp tối ưu về hiệu suất và độ bền của tấm pin. Khung nhôm rất là dày các bác nhé. Đấy, khung nhôm dày và nó được đỡ ở mặt sau này, lớp TPT rất là dày nữa các bác. Nói chung là về kết cấu của tấm pin này thì các bác yên tâm. Pin GIA thì luôn đạt tiêu chuẩn luôn. Và cái tiêu chuẩn là tiêu chuẩn châu Âu luôn các bác nhé. Đấy. Pin cell rất đẹp luôn các bác nhé. Giá 1.650.000 trên một tấm, bên em bán tại kho các bạn. Đấy, giá chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Em hàng rất là cồng kềnh, cái tấm pin này chiều dài của nó 2m27, rộng 1m13, rất nặng. Nên là bên em ưu tiên anh em tới trực tiếp kho để lấy hàng. Còn nếu anh em ở xa ấy, thì bên em vẫn ship các bác nhé. Đấy, ship thì bên em sẽ cộng thêm phí ship. Đấy, phí ship của mỗi một tấm pin này nó khá là cao các bạn. Khá là cao. Đấy, nó rất là cồng kềnh. Đấy, các bác quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp em theo số điện thoại và Zalo 0355 066009 ạ. Ngoài pin công suất lớn này thì ngoài pin 545 ra thì hiện tại bên em vẫn sẵn kho pin Longi 445 các bác nhé. Bên em cũng vừa mới về số lượng pin Longi 445, giá rất là tốt các bạn. Ngoài ra thì bên em cũng đủ các phân khúc phục vụ anh em. Đấy, từ 50W những tấm pin nhỏ để anh em chế những hệ thống nhỏ cho đến tấm pin công suất lớn để anh em lắp công trình. Đấy, cả những tấm pin công suất lớn để anh em lắp công trình luôn. Công suất nhỏ thì có 50W, 100W, 150W, 200W, 220W các thứ rất là nhiều. Nhỏ nhất là 50W đây. Đấy các bạn. Đây là tấm pin 100W đây. Thì tấm 50W này giá là 550.000 bao ship rồi các bác nhé. Những tấm nhỏ này thì em sẽ tính giá bao ship luôn. Đấy, 50W là 550.000, còn 100W này là 850.000, đã bao gồm phí ship luôn các bác nhé.